Nữ phạm nhân cải tạo tốt 4 quý liên tiếp sẽ được gặp chồng, ở phòng riêng 24 giờ, nhưng cam kết không được mang thai. Quy định này được nêu trong thông tư 14/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3, thay thế thông tư tháng 7 năm 2018. Theo đó, lần đầu thông tư này quy định chi tiết các trường hợp phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp nhân vợ, chồng đến 3 giờ ở phòng riêng trong các trường hợp như có ít nhất 2 quý liền kề xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Trường hợp phạm nhân được gặp vợ, chồng ở phòng riêng từ 3 giờ đến không quá 24 giờ, thì phạm nhân phải có ít nhất 4 quý liền kề xếp loại tốt, và được khen thưởng do có thành tích lao động, học tập. Thông tư cũng quy định phạm nhân được gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải có giấy chứng nhận kết hôn hoặc trích lục kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban Nhân dân cấp xã thể hiện thân nhân là vợ hoặc chồng của phạm nhân, đơn xin gặp vợ, chồng ở phòng riêng của thân nhân phạm nhân đồng thời cam kết việc chấp hành pháp luật, nội quy nhà gặp phạm nhân, thực hiện phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Đối với trường hợp gặp ở phòng riêng thì chỉ được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai, và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đối với trường hợp gặp vợ hoặc chồng. Đặc biệt, phạm nhân khi gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải tuân thủ quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành, phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai, và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù. Let's block us. Why?